Và đặc biệt là AI là một công nghệ có thể gây hại nhé. Chưa một nhân viên nào bị đuổi việc trong quá trình vừa rồi. Vâng. Nhưng điều đáng sợ là sau khi ứng dụng AI, người ta không tuyển thêm người mới. Thì điều đấy mới đáng sợ nhé. Xin chào các bạn khán thính giả của podcast Người Trong Môn Nghề. Mình là Linh, Linh Trần Tuấn Linh. CTO của công ty Unicorn, một công ty ứng dụng Generative AI trong lĩnh vực marketing và truyền thông. Ngắn hạn nó không, chúng ta không nhìn thấy một làn sóng sa thải vì máy cướp chỗ đâu, mà là người ta sẽ upskill, người ta nâng cao năng lực của những người đang có, nhưng người ta không tuyển thêm mới, và do đó mất cơ hội cho những cái bạn junior, những bạn trẻ. Thứ gì để giúp cho các bạn ấy vẫn có thể là đảm bảo được rằng là mình vẫn có cơ hội trong tương lai? Khi AI mới xuất hiện, mọi người thường bị kỳ vọng quá cao vào nó. AI nó không giúp, nó không khiến cho một nhân sự lười biếng đâu, mà là nó làm lộ ra sự lười biếng của nhân sự. Nên nếu bạn hỏi một câu ngớ ngẩn thì nó sẽ trả lời cho bạn một câu ngớ ngẩn. Sẽ có một cái lực lượng mới được sinh ra, lại không biết làm gì. Và cái tầng lớp dư thừa sẽ là một tầng lớp càng ngày càng lớn trong xã hội trong tương lai. Và tất nhiên khi có một tầng lớp dư thừa tương đối là không biết làm gì như vậy thì sẽ sinh rất nhiều hệ lụy của xã hội. Vâng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Người Trong Môn Nghề. Mình là Việt Anh. Và gần đây thì có lẽ là một trong những cụm từ mà hot nhất thường được gặp, đó là AI, trí tuệ nhân tạo. Và mình nhận được rất nhiều request từ các bạn trẻ là làm những cái số podcast liên quan đến cách sử dụng và ứng dụng AI trong công việc cũng như là để tăng hiệu suất. Thế thì hôm nay mình có mời đến đây một người anh, cũng là một chuyên gia, có thể coi là một chuyên gia đúng không anh? CTO của công ty Unicorn, một công ty ứng dụng Generative AI trong lĩnh vực marketing và truyền thông. Các bạn đã không biết thì anh Linh còn là tác giả của nhân vật Lê Bích Bụng Phệ, một nhân vật rất nổi tiếng đối với lứa của em. Em không biết với các bạn trẻ bây giờ như thế nào. Đấy là những gì mà em có thể biết về anh Linh, nhưng mà không biết là còn cái gì đó mà anh muốn chia sẻ thêm với các bạn khán thính giả của Người Trong Môn Nghề không ạ? Xin chào các bạn khán thính giả của podcast Người Trong Môn Nghề. Mình là Linh, Linh Trần Tuấn Linh, một trung niên trẻ đến từ Hà Nội. Hôm nay thì rất vui được Việt Anh mời đến đây để chia sẻ về một việc mà mình đang làm trong vài năm gần đây. Đấy là làm về trí tuệ nhân tạo. Là đây sẽ là một cuộc nói chuyện giữa một trung niên trẻ và một thanh niên già. Vậy thì em rất là hy vọng là mình sẽ có một buổi nói chuyện mà có thể anh em mình cũng sẽ gọi là khai mở được cho nhau những cái khía cạnh mới để hiểu. Cảm thấy an yên hơn. Cảm thấy chữa lành, chữa lành. Chữa lành. Thời điểm buổi này thì em nghĩ là đấy cũng là đặc biệt là khi mình dùng threads nhiều thì chúng ta cố gắng có một cuộc nói chuyện trong tỉnh thức. Vâng. Vậy thì để mình bắt đầu thì em rất là tò mò là cái cơ duyên của anh nó dẫn đến với AI như thế nào? Mình cũng giống như là nhiều người khác thì cơ duyên lớn nhất mình dẫn đến AI thì đấy là việc phải mưu sinh thôi. Mưu sinh quần quật thì cuộc sống xô đẩy thì phải chọn những cái nghề đâu đó có những cái cơ hội tốt hơn. Và từ 2019 thì mình đã làm, thời điểm đó thì mình đã làm nội dung số, làm truyền thông, làm quảng cáo tầm 18-19 năm. Nếu mà tính cả thời gian overtime chắc được khoảng 25 năm. Lúc đó thì mình cảm thấy là cũng gọi là thầy già con hát trẻ, đến đoạn là làm nghề nội dung cảm thấy bị cạn kiệt, bị khô cằn quá rồi. Thì mình thấy là mình phải tìm cái gì đấy mới. Và chợt nhớ ra là ngày xưa mình đã từng học công nghệ thông tin, đã từng học trí tuệ nhân tạo. Đó là một ngày đẹp trời hô khẩu hiệu là từ mai tôi sẽ thành một lập trình viên và bắt đầu vào con đường tìm lại cái việc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Vâng. Và đó là vào năm bao nhiêu anh? 2019. 2019. Nó vào khoảng 3 năm trước khi, trong giai đoạn Covid và 3 năm trước khi ChatGPT được tung ra. Tức là anh đã có một giai đoạn gần như là trước khi mọi người chú ý về nhiều hơn về AI. Ở giai đoạn đó thì AI nó vẫn đang là tập trung vào các cái bài toán thay thế các cái giác quan con người. Ví dụ như là về computer vision thì tập trung thay thế cho cái mắt này. Vâng. Về speak to text thì tập trung thay cho cái tai, hay là text to speak thì tập trung thay cho cái miệng. Vâng. Thế nhưng mà cái generative AI thì nó liên quan đến việc sáng tác, đến việc viết lách, đến việc triển khai một cái nội dung ra. Vâng. Thì ở thời điểm đấy gần như là không ai nhắc đến generative AI. Vâng. Và mãi đến về sau khi mà
các cái thuật toán transformer xuất hiện cùng với các cái cùng với ChatGPT thì lúc đó mọi người mới bắt đầu nói về generative AI. Còn lúc bọn mình bắt đầu làm thì lúc đó thì ở Việt Nam hay ở trên thế giới cũng không có nhiều. Đến thời điểm hiện tại anh khi anh lựa chọn AI á thì anh có nghĩ rằng đây sẽ là cái thứ cuối cùng mình sẽ muốn theo đuổi không? Thực ra là mình cũng làm về nội dung, làm về đầu tiên mình bắt đầu việc làm đi làm với việc làm phim hoạt hình 3D, sau đó là làm game 3D, sau đó làm kỹ xảo điện ảnh, vâng, sau rồi làm truyền hình tương tác, xong đi xem bói, vân vân. Tức là mình cảm thấy là cái việc làm nội dung ấy, việc làm cuối cùng cái gì cũng là content cả, phim cũng là content, vâng, hoạt hình cũng là content, lên mạng viết status gọi là trách móc cuộc đời thì cũng là content. Thế thì mình cảm giác là cả cái ngành làm nội dung số ấy, nó sẽ đưa mình đi bất kỳ nơi nào, vâng, miễn là để thoát ra được nó. Thì mình tin rằng là nếu mà mình đậy như Việt Anh vừa nói, nếu xây được một cái con AI mà có thể làm thay được mình ấy, thì đâu đó mình sẽ thoát được cái ngành của mình đã phải làm overtime đến 25 năm này. Vâng. Khi anh nói là tức là việc mà tâm sự, viết những tâm sự chửi đời ở trên Facebook cũng là tạo content, thì anh có thực sự tin vào điều đấy không, hay là đấy chỉ là một lý do để không, nó rất rõ ràng thôi, để diễn giải những status của chính anh không? Mọi người biết rồi đấy, tức là nếu mà bạn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc thì bạn sẽ im lặng, và ngược lại thì bạn sẽ thành một triết gia trên Facebook, đúng không? Thế thì mình sau khi kết hôn thì mình đã có mấy cuốn sách liền về status trên mạng. Thôi hy vọng chị nhà không không xem vô cao không xem vô cao này. Mình chuyển qua câu chuyện chính của buổi ngày hôm nay. Em thực sự muốn, vì anh là một người đã có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực AI, thậm chí là chắc chắn anh có thể coi là một trong những chuyên gia về ứng dụng các công cụ liên quan đến AI, bởi vì anh đã bắt đầu rất sớm, và theo những gì em được biết thì trong các doanh nghiệp của mình anh cũng đã ứng dụng AI rất sớm. Thế thì anh có thể chia sẻ thêm cho em một chút là ví dụ như có những cái công cụ AI nào để tăng hiệu suất công việc mà anh sử dụng cho chính những đội ngũ của mình hoặc là trong chính anh không? Okay. Thực ra là đoạn này thì phải nghiêm túc một chút, bởi vì là mình cũng muốn thông qua cái podcast này để chia sẻ được với các bạn ở đây những cái cách thức, cái cách nghĩ đúng về sử dụng trí tuệ nhân tạo. Được. Thì mình nghĩ rằng là đối với việc ứng dụng AI hay với bất kỳ cái phần cái lĩnh vực nào khác, ví dụ như trước đây là chúng ta có một giai đoạn là ứng dụng đồ họa này, vâng, sau đó là ứng dụng gọi là digital và digital marketing vào trong các công việc của chúng ta, và sales, đúng không, và bán hàng, và bây giờ thì là ứng dụng AI. Thì mình luôn luôn tin rằng là sẽ phải có ba phần mà bất kỳ ai cũng nên để ý đến. Đầu tiên là phải có mindset về một lĩnh vực mới. Thứ hai là từ mindset thì phát triển ra các cái skill set, vâng, về lĩnh vực đó. Và cuối cùng là tool set, là chúng ta sẽ học các cái phần mềm hoặc là học các cái công cụ cho cái mindset, cho cái skill set mà chúng ta đã có. Thì thực ra với câu hỏi của Việt Anh thì mình nghĩ rằng là cần đặt ngược lại vấn đề ấy, là thay vì việc là chúng ta tìm đến công cụ thì chúng ta cần phải nghĩ đến là phải có cái mindset về AI như thế nào. Vâng. Sau đó là skill set về AI như thế nào, và cuối cùng mới là tool set như thế nào. Đặc thù nếu mà ai đã từng làm về digital ở Việt Nam nhiều thấy là dân mình cực giỏi trong việc dùng tool, cực giỏi luôn. Thế nên là dù mình có nói là mình đang dùng cái tool này tool kia, vâng, thì sẽ ở ngoài kia cũng đầy người gọi là dùng tool tốt hơn mình rất là nhiều. Thậm chí là họ có thể abuse, họ có thể lạm dụng cái tool đấy. Ví dụ như là có những ở ngoài kia mình biết có những bạn dùng tool để tạo ra các cái trang web hàng chục nghìn cái page đó, hoàn toàn dùng AI cũng như vậy. Thế thì mình nghĩ việc đầu tiên với AI là phải có một cái mindset đúng, vâng, về việc là AI làm được gì. Sau đó có một cái phần quan trọng hơn không kém thì phải luôn luôn biết được rằng là AI không làm được gì. Thì đấy là cái mindset đầu tiên mà quan trọng nhất với những người, với việc thực hành hoặc là việc ứng dụng AI trong công việc, trong cuộc sống nói chung. Việc đầu tiên mà mình thường training cho các bạn ở chỗ mình ấy, thì thường phải xác định luôn là AI không làm được gì. Như vậy thì con người sẽ làm tất cả những cái phần mà AI nó không làm được tốt như vậy. Và bản thân bên mình cũng gặp một giai đoạn với một năm rưỡi liền tập trung
dạy cho AI làm những điều mà thực ra là AI làm không tốt mà người làm tốt hơn. Ví dụ như bắt nó làm sáng tác, bắt nó làm những cái bài viết có chất lượng cao hay làm hài hước chẳng hạn, thì mình phát hiện ra là mình chạy theo một cái bóng mà không chỉ mỗi công ty mình mà có rất nhiều công ty ngoài kia. Họ cũng bị chạy theo một cái hype như vậy, bắt AI làm những điều kinh khủng khiếp. Ví dụ như là viết cả một cuốn sách hay là làm cả một bộ phim. Trong khi đó cái mà AI làm tốt nhất đấy là làm các thao tác liên quan đến dữ liệu, làm các thao tác liên quan đến lặp đi lặp lại, liên quan đến cá nhân hóa vân vân. Đấy thì mình nghĩ việc đầu tiên phải biết được rằng là AI nó làm tốt cái gì và không làm tốt cái gì, từ đó mới biết được rằng là mình nên bắt nó làm gì và không nên bắt nó làm gì. Thì cuối cùng mình biết là mình đã biết được là nên bắt nó làm gì rồi, thì sẽ là tìm những công cụ để cho nó làm những việc đấy. Từ mindset đến skill set đến tool set, thì mình mới thấy là ngoài kia luôn luôn có hàng nghìn, nếu không nói là hàng vạn phần mềm hay là ứng dụng được sinh ra mỗi ngày về AI. Trong khoảng 2-3 năm gần đây thì chúng ta thấy kinh khủng, tức là gọi là sự bùng nổ của các cái phần mềm ứng dụng. Có hai cách chúng ta nên bắt đầu với AI. Đầu tiên là các công cụ phổ biến. Tại sao? Tại vì càng phổ biến thì cái nỗ lực cập nhật phần mềm của họ càng cao. Ví dụ như là ChatGPT, ví dụ như là Gemini của Google. Và tiếp theo, một phần quan trọng không kém đấy là luôn luôn để ý đến phần AI trong tất cả các phần mềm mà chúng ta đang dùng. Ví dụ trong Photoshop có phần AI, trong Canva có phần AI, trong Word sẽ có phần AI. Tức là sẽ có hai phần nhé, là các công cụ AI chuyên biệt và cái phần tích hợp AI trong từng công cụ. Thì đấy là một cái cuộc chạy đua khủng khiếp. Và có thể tuần này chúng ta đang dùng cái tool rất là mới, nhưng tuần sau ngay lập tức cái tool đấy đã trở nên lỗi thời. Cá nhân bọn mình là không bám vào bất kỳ một công cụ nào cụ thể, nhưng bám vào các cái gọi là các cái thuật toán dẫn đầu, dẫn đầu thị trường. Thế thì lời khuyên của mình nếu có cho các bạn đấy là đừng được coi AI nó đang phát triển quá kinh khủng. Một tuần kiến thức của bạn một tuần trước có thể tuần sau là không dùng được rồi. Thế thì cách nghĩ là gì? Cách nghĩ là phải coi AI nó là một dòng chảy. Các công cụ cũng là dòng chảy. Và sẵn sàng từ bỏ nó sẽ các cái xác chết của công cụ sẽ nằm lại trên bờ ngay lập tức. Đừng bao giờ coi AI là một cái hồ nước cần khám phá như cách học cũ ấy. Chúng ta sẽ coi một cái môn nào đấy là một cái thứ cần học. Chúng ta đào sâu vào trong cái hồ đấy, chúng ta bơi trong hồ đấy. Nhưng mà AI thì ngược lại, nó chảy rất là xiết và chúng ta sẽ liên tục nhìn thấy thứ mới được sinh ra và thứ cũ sẽ chết trên bờ. Thế thì mình nghĩ là mindset là sống còn. Sau đó là cứ công cụ tiện nhất, rẻ nhất mà làm. Nhiều người dùng nhất. Mà làm. Trong thời điểm này. Đôi khi nó còn là câu chuyện cộng đồng nữa. Khi mà có nhiều người dùng thì sẽ có nhiều tip, nhiều tricks, nhiều người hướng dẫn. Như vậy thì nếu có một số cái tên để gợi ý với mọi người thì đấy là 2 đến 3 cái tên. Ví dụ như là ChatGPT, ví dụ như là Midjourney, ví dụ như là Gemini. Mình nghĩ thế là quá đủ ấy. Quá đủ cho mọi nhu cầu. Ngoài ra thì nên để ý đến đến phần AI của các phần mềm phổ biến như là Microsoft, những cái hệ Microsoft, hệ Google hay là hệ Canva chẳng hạn. Thì mình nghĩ thế là đủ. Thậm chí là TikTok hay là CapCut đều có phần AI trong đấy rồi. Em thấy là anh có nói về câu chuyện là mình phải hiểu được mindset để biết được rằng là AI có thể làm được gì và không làm được gì. Thế thì từ góc nhìn của em thì em nghĩ là để làm được điều đấy, rất có thể mình sẽ phải hiểu một cách cơ bản là AI được xây dựng như thế nào để biết rằng là cái cách thức hoặc là cái cách thức đưa ra quyết định hoặc xây dựng cách thức tư duy của AI như thế nào. Em rất muốn hỏi anh là một người có background về technical, thì đâu là cách mà ví dụ mình là một người không biết gì về AI mình nên nghĩ về nó? Cái câu hỏi này rất là quan trọng, rất là cốt yếu trong cái thời đại này, bởi vì là việc đầu tiên mình nghĩ là chúng ta phải tập dần một cách nghĩ mới. Cách nghĩ là chúng ta đang, có thể nói là đang nói chuyện, đang trao đổi với một loài mới, một kiểu tư duy mới. Đấy là kỹ năng, có thể đấy là giống như tiếng Anh thôi, sau đấy là ngôn ngữ lập trình thôi, thì bây giờ sẽ là một ngôn ngữ mới gọi là ngôn ngữ nói chuyện với máy. Mình tin rằng là cái ngôn ngữ, cái cách thức nói chuyện với máy
nó đang dần dần trở thành một cái tiêu chuẩn mới. Một số bên thì gọi là prompt engineer, prompting đấy, gọi là thực ra là một cái thứ là hãy coi AI là một ngôn ngữ mới cần học. Và chúng ta cần phải học và hiểu được cái ngôn ngữ này như thế nào. Thì cũng giống như học tiếng Anh thôi, có người học điểm cao, có người học điểm không cao, có người dễ học, có người không dễ học. Nhưng mà nói chuyện với AI, mình tin rằng trong vòng chục năm tới thì sẽ là một kỹ năng thiết yếu của hầu hết mọi người. Vậy thì mình phải hiểu rằng nhé, là AI nó có một ngôn ngữ, và do đó là chúng ta sẽ trò chuyện với các cỗ máy bằng cái ngôn ngữ AI đó. Vâng. Đấy, thì bước thứ hai là mình phải biết là nó, sau khi mình nói chuyện với nó rồi ấy, thì nó sẽ xử lý thông tin, xử lý thế nào, nó tư duy thế nào. Thế thì gần đây nhất, cách đây khoảng độ một tháng, thì Sam Altman là bạn giám đốc điều hành của OpenAI, đưa ra một cái câu mà mình thực sự là tâm đắc. Đấy là hầu hết mọi người khi nói chuyện với AI ấy, là coi trí tuệ nhân tạo là một cơ sở dữ liệu. Vâng. Trong khi đó, thứ mà các cỗ máy thực sự làm tốt ấy, nó là một cỗ máy tư duy, cỗ máy gọi là reasoning engine, tức là một cỗ máy có suy tư. Vâng. Thế thì đấy là cái khác biệt của một người nói chuyện với AI giỏi và một người nói chuyện với AI kém. Hầu hết mọi người trên thế giới khi mà ChatGPT phổ biến thì mọi người thường hay hỏi câu đầu tiên, mọi người hỏi máy là thế mày có biết tao là ai không? Nếu ở Việt Nam câu là mày biết bố mày là ai không, đúng không? Đấy. Thì thường hỏi AI như vậy. Và khi ví dụ mày có biết Đinh Tiến Dũng là ai không? Và khi cỗ máy nó trả lời không đúng ý mình thì mọi người cảm thấy rất thất vọng. Ôi giời, máy này ngu quá rồi, còn lâu mới bằng được con người. Thì đơn giản là mọi người dùng sai, nó coi ChatGPT thành một cái Google mới, trong khi nó không được thiết kế để thành một Google mới. Vâng. Đó. Thế thì một số trường hợp khác thì lại là sử dụng nó bằng việc là hãy viết giúp tao một bức thư để xin lỗi vợ. Cũng hay, đúng không? Sau đó là hoặc là hỏi một câu là hãy nói cho tao biết đề hôm nay về bao nhiêu. Đó. Nhưng cái đấy nó không sai nhé. Nhưng mà đấy vẫn là một cái cách tư duy mà coi các cái cỗ máy AI, các cái mô hình ngôn ngữ lớn là một cơ sở dữ liệu, mà không coi là một công cụ tính toán, một công cụ tư duy. Đó. Thì mình nghĩ đấy là cái thứ hai là vì sao là không nên coi là cơ sở dữ liệu. Vì mỗi cái mô hình ngôn ngữ lớn là sẽ có dữ liệu cố định tại một thời điểm nào đó nhất định. Vâng. Khi mình sử dụng nó như một cái như một cái khối cố định như vậy thì vô hình chung là mình đang sử dụng phần kém của nó để cho một cái tác vụ mình cần thông minh hơn. Không phải là chuyện hỏi gì, mà quan trọng nhất là cách hỏi. Vâng. Làm sao để lấy được nhiều hiệu quả nhất từ một câu hỏi của mình. Một cái job khác mà bọn mình có làm mà thấy rất là hài lòng. Đấy là Tết vừa rồi thì bọn mình có làm một cái việc là thường chúng ta hay đau đáu nhất, có mấy câu hỏi là chưa nên ăn gì này, bụi ở đâu ra này, tiền đi đâu hết này, đúng không? Thì chúng ta hãy thử câu là chưa nên ăn gì, thì người dùng sẽ mở cái tủ lạnh ra. Vâng. Nhìn chán đời, đúng không? Chụp cái ảnh cái tủ lạnh lại. AI nó phân tích tất cả những cái đồ ăn, bao gồm cả những cái đồ ăn ở trong bao bì nhé. Vâng. Những miếng thịt đã chặt này, vân vân, nó phân tích cả những hình ảnh trong cái bức ảnh chụp đó của tủ lạnh của bạn. Sau đó là nó đề xuất cho bạn một cách, không những là đề xuất cho bạn là nên ăn gì, còn là các bước để nấu như thế nào và các gợi ý. Đó thì mình thấy là đấy là một cái các cái tác vụ mà mình nghĩ là ở thời điểm này AI có thể làm được rất là tốt. Đấy là xử lý được những tác vụ rất phức tạp mà con người lười hoặc thậm chí là không làm được. Nhưng nó vẫn là xử lý, mình vẫn thiên về hướng xử lý hơn là hướng hỏi nó những dữ liệu mà nó đang có. Vì vấn đề lớn nhất của các cái mô hình AI mà 3-4 năm gần đây những người ứng dụng đã nhìn thấy, đấy là hallucination. Tức là nó ban đầu nó là một cỗ máy trả lời. Vâng. Answering machine, tức là nó luôn luôn có trách nhiệm trả lời. Vâng. Giống như là em hỏi là hãy chỉ cho tôi 5 điểm quan trọng nhất trong bộ luật hình sự điều khoản 113, ví dụ như vậy. Vâng. Thì nó sẽ rất tự tin mà trả lời cho em 5 điều khoản. Nhưng nếu không cẩn thận em đọc kỹ thì thấy là điều khoản 1 rất đúng, điều khoản 2 rất đúng, mình đọc thấy rất đúng. Điều khoản 3 thấy có gì đấy sai sai. Điều khoản 4 nó bắt đầu bịa, điều khoản 5 bắt đầu đúng bịa. Đúng rồi, em cũng gặp trường hợp. Có nghĩa là hallucination là một thứ mà
nó khiến cho AI được thiết kế để trả lời. Vâng. Không cần biết đúng sai, phải được phải trả lời đã đúng không? À, nhưng à, mà rồi. Nó không chịu nhiệm với câu trả lời đó. Như vậy nó là học sinh ngoan, nhưng không phải là một học sinh có khả năng phản biện. Tức là liệu người ta có cách thức nào đấy để biến nó thành từ một học sinh ngoan thành học sinh phản biện, và mình có thể tin vào một cái tương lai nó sẽ như thế không ạ? Phần mềm ngày xưa ấy là mình cứ nhập một đầu vào thì chắc chắn đầu ra mình chắc chắn phải giống nhau. Vâng. Tức là cứ một đầu vào thì đầu ra là phải luôn luôn là như vậy, đúng hoặc sai, hoặc là một kết quả đúng không? Vâng. Nhưng từ khi AI nó bắt đầu xuất hiện thì cùng em cùng hỏi một đầu vào, nhưng em có vô vàn đầu ra, nhiều lúc nó đúng và nhiều lúc nó sai, không ai biết được. Vâng. Thì đấy là thù mới của các mô hình AI nhé, là cùng một đầu vào có thể có nhiều đầu ra khác nhau. Bản thân người tạo ra hệ thống AI không thể biết được khi nào nó ra đúng, khi nào nó ra sai cả. Vâng. Và giới AI thực ra trong vòng 3-4 năm gần đây thì họ đi qua 3 cái giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là generative, tất cả cùng phát rồ lên với tất cái năng lực tạo ra nội dung mới của AI, tạo ra ảnh này, tạo ra bài viết, tạo ra nhạc, tạo ra video, vân vân, mọi thứ. Họ phát rồ lên. Và mọi người cảm thấy là AI sắp xâm chiếm thế giới rồi. AI nó sẽ sáng tác tranh rồi làm thơ, tất cả chúng ta phải đi chạy deadline đúng không? Thế nhưng mà đến năm thứ 2 tất cả mọi người phát hiện ra là nó làm được nhưng nó làm rất tệ. Như một trong các lý do đấy là hallucination. Nó làm rất là kém luôn. Nếu Việt Anh còn nhớ là cái đoạn đầu ấy, người lúc nào cũng sáu ngón, các nhân vật sáu ngón, người hai lỗ mũi, bốn lỗ mũi là rất là bình thường luôn. Vâng. Đó. Thế thì nó sang cái giai đoạn thứ 2 là người ta tìm cách để khiến nó trả lời đúng. Bởi vì sao? Bởi vì khi ứng dụng AI trong sáng tác thì chuyện là người có 18 ngón tay là chuyện bình thường, có thể châm trước được, nhưng khi đưa vào sản xuất công nghiệp, khi đưa vào nhãn hàng, chuyện đấy không được phép chấp nhận. Vâng. Thì người ta sang một giai đoạn thứ 2 đấy là RAG, tức là Retrieval Augmented Generation, tức là cái nội dung nó tạo ra phải được thông qua một cái bộ lọc. Lọc đấy có thể là kiến thức của doanh nghiệp, có thể một số cái luật. Vâng. Tức là gì? Tức là anh có thể trả lời tôi nhưng phải trả lời trong cái phần mà tôi cho phép. Trong khuôn khổ đấy. Trong khuôn khổ, tự do, đúng không? Lần đầu tự do thì rất tệ đúng không? Nhưng tự do khuôn khổ, giai đoạn thứ 2. Giai đoạn thứ 2 này thì nó là cái giai đoạn mà tất cả các công ty, các cái doanh nghiệp không phải công nghệ nhé. Vâng. Ứng dụng AI vào và họ gặp vấn đề là AI nó tỷ lệ sai cao quá. Thì họ phải dùng các kỹ thuật để ứng dụng cho nó đúng. Và hồi mình nhớ là có những cái job bọn mình làm về 4-5 cái dòng sản phẩm của doanh nghiệp ấy. Vâng. Nó trả lời sai loạn xạ cả lên. Và tất nhiên là những cái job kiểu như vậy thì cái lượng làm việc thì vất vả hơn. Tức là mục tiêu là dùng để thay thế tầm 3-4 nhân sự, gọi là call center chẳng hạn. Thì vâng. Sau đó thì phát hiện ra là để làm được việc đấy cần đến 10 nhân sự để xử lý cái đống dữ liệu đấy. Thế nên là thấy nó cũng không hiệu quả lắm. Thì đấy là dạng thứ 2. Nhưng mà AI ở thời điểm này thì ngoài vẫn song song cái việc RAG kia, thì nó đang đến một cái đoạn mới mà có thể mọi người sẽ nhìn thấy nó rất là choáng váng ở thời điểm này. Đấy là nó qua cái giai đoạn generative nhé, tức là giai đoạn sinh ra bài viết, sinh ra nội dung. Nó qua giai đoạn RAG, tức là kiểm duyệt nội dung, tự lọc nội dung trong gọi là tự do khuôn khổ. Vâng. Nó đang sang giai đoạn mới, giai đoạn mà chúng ta hay xem trên phim viễn tưởng, đấy là agentic. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là toàn bộ một phòng marketing chẳng hạn, thì sẽ không cần ai cả, sẽ có một trưởng phòng là một AI, một người đi lên mạng tìm bài viết là một AI khác, là một bạn biên tập viên là một AI khác, một bạn viết bài là AI khác. Toàn bộ 10 người trong phòng đấy làm việc quần quật với nhau hàng ngày. Và các cái phòng đấy được gọi là các cái gọi là agentic system, tức là hệ thống agent. Vâng. Và AI thế giới đang ở cái đoạn đó, tức là người ta đang tiến đến đoạn là không phải là một AI làm một tác vụ như là đọc bài viết hay là viết bài hay là làm video nữa, mà là sinh ra những cái làng mà các con AI tự làm việc với nhau và tạo ra kết quả. Nhưng mà như vậy thì sẽ không cần phải có định hướng từ con người nữa, hay từ prompt hay là gì đó. Đúng rồi, lúc này nhé. Chỉ 2 năm trước thì prompt engineer là một cái nghề được mô tả là nghề hot dã man luôn. Làm sao để tôi nói chuyện với máy thì tôi sinh ra được kết quả tốt nhất. Thì đấy là giai đoạn của prompt. Nhưng ở thời điểm này thì quả thật là người ta cảm thấy là ngay cả cái nghề prompt chưa kịp nóng thì lại đã thoái trào rồi. Vâng. Trong giới AI mọi thứ nó gọi là bạo phát bạo tàn như vậy.
Nhưng mà có một cái case study, tức là những cái anh chia sẻ nghe thực sự rất là viễn tưởng đấy. Em nghĩ nó không viễn tưởng mà nó đang xảy ra, nó đang diễn ra, tức là có một case study nào anh bên có thể mình chia sẻ? Cũng 21 tháng 6 rồi là bên mình mới tung ra một cái phòng báo chí AI Newsroom, có thể nói đầu tiên ở Việt Nam sử dụng agentic. Bọn mình gọi đấy là phòng lương sơn báo, tức là lấy 108 nhân vật anh hùng lương sơn bạc ấy. Và sẽ giao cho mỗi cái người, mỗi cái hero đấy một cái vai trò. Ví dụ ông đi tìm kiếm bài viết, mà ông đi viết bài, mà ông đi giật tít, mà ông chế video. Và bọn mình đã làm chế video luôn, chế video và chế cả audio luôn, giả giọng chế audio luôn. Và mình đã cho chạy thử. Thì lúc này cái trưởng tòa soạn sẽ không, sẽ ngồi hàng ngày, sẽ ngồi đọc báo cáo của từng phòng một. Và cái mình làm thử lúc đấy là mình làm, cái hôm trước đó mình làm tầm 12 phòng và tổng cộng 36 anh hùng lương sơn bạc, suốt ngày ngồi cãi nhau. Lâm Sung vừa gửi bài cho Lỗ Chí Thâm, Lỗ Chí Thâm bảo là cái này không ổn về mặt tôn giáo, đề nghị viết lại, thế là gửi lại bài cho Lý Quỳ giật tít, kiểu kiểu như vậy. Và hiện tại nó đang chạy ở Việt Nam. Đang chạy ở Việt Nam luôn. Đúng rồi. Ồ. Cái những công cụ đấy sau này anh có định public ra để cho mọi người? Bọn mình vẫn đang trên đường ứng dụng. Thường là bọn mình sẽ làm với các tập đoàn lớn trước. Vâng. Ví dụ làm với nhãn hàng này, vâng, làm với Đài Truyền hình Việt Nam, làm với Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vâng. Sau đó là ứng dụng những cái đấy ở trong bản thân những cái đơn vị lớn. Vâng. Bởi vì trong giai đoạn này thì các đơn vị lớn là những bên mà họ sẵn sàng ứng dụng AI và có tài chính để ứng dụng AI. Hiện tại gần đây nhất thì nhân vật ảo IV của Unicorn cũng đã đang hàng tuần đang dẫn chương trình cùng với cả MC trên đài. Vâng. Cà phê sáng. Lần đầu tiên trên sóng của truyền hình Việt Nam, trên sóng VTV3 với một cô trợ lý ảo. Bạn hãy cho tôi biết trí tuệ nhân tạo sẽ hỗ trợ gì cho báo chí cách mạng Việt Nam để đạt được tính chính xác, tính minh bạch của thông tin và chiếm được lòng tin của độc giả. Đầu tiên, AI có thể giúp phân tích và xác minh thông tin nhanh chóng, giúp phát hiện tin giả và loại bỏ những thông tin sai lệch. Thứ hai, AI có thể tự động hóa quy trình biên tập và xuất bản, giúp tiết kiệm thời gian và giảm thiểu sai sót. Thứ ba, AI có thể cá nhân hóa nội dung cho từng độc giả, giúp họ nhận được những thông tin phù hợp và hữu ích nhất. Thứ tư, AI có thể hỗ trợ trong việc phân tích dữ liệu lớn, giúp báo chí hiểu rõ hơn về xu hướng và nhu cầu của độc giả. Liệu rằng đấy có phải là viễn cảnh mà mọi người hay nói câu chuyện là AI sẽ cướp công việc của con người? Tại vì nếu mà một tòa soạn nó có thể hoạt động như vậy, đúng rồi, thì về cơ bản là cũng đâu cần phải có những nhân sự để chạy, tức có một cái điều gì đấy mà cái yếu tố con người nó vẫn tốt hơn không? Hay là từ trải nghiệm của anh thì... Thực ra nó là một câu hỏi mang tính đạo đức mà, hơn là một câu hỏi mang tính công nghệ mà, hay là về mặt quản lý. Vì chúng ta đều biết rằng là quản lý, chi phí quản lý 36 bạn nhân viên trong một cái tòa soạn ảo, vâng, nhàn hơn là trả lương cho một người. Vâng, và quan trọng nhất là nhân sự đấy họ không có nghỉ thai sản, họ không trầm cảm khi yêu như vậy. Thì nhưng mà nó là một câu hỏi mang tính đạo đức nhiều hơn, liên quan đến cái tổ chức đấy họ muốn cái triết lý của họ về AI như thế nào. Mình chia sẻ hai câu chuyện tương đối ngược nhau về gọi là công việc trong cái thời đại AI này, trong ngành mà mình biết thôi, là ngành xuất bản truyền thông quảng cáo thôi. Vâng. Thì đầu tiên là câu chuyện là bên mình có một nhân vật ảo tên là Trần AI, cũng đã làm kịch bản trên sóng phát thanh là, vâng, thành phố Bình Minh trên VOV Giao thông 4 năm nay và không ai nhận ra. Có một vài tuần thì nhân vật đó đã tự gọi là đã xung phong để được làm phát thanh viên và gọi là sử dụng giọng của một phát thanh viên trên đài. Và Trần AI đã được lên sóng trên radio. Thế nhưng mà sau khi lên sóng được, mình nhớ không nhầm là khoảng 2 tuần, thì MC Trần AI đã được cho nghỉ việc. Có thể nói là MC đầu tiên được lên sóng và được nghỉ việc trong 2 tuần. Thực tập sinh Trần AI đã được nghỉ việc. Mà sau 4 năm làm content. Giai đoạn đấy là 2 năm. 2 năm viết kịch bản, và sau đó xin lén lút xin lên làm talent và bị cho nghỉ việc. Lý do rất là đơn giản thôi là Trần AI không có một cái chứng minh thư nào cả, do đó nhuận bút không biết tính cho ai cả. Và nhuận bút không tính thì cho ai thì không thể vận hành được. Đấy, tức là có một cái vấn đề của AI đấy là
đến giờ này mọi người chưa biết được là cái tài sản do một agent, do một AI sinh ra sẽ thuộc về ai. Vâng, đúng. Về mặt luật, nào, nó thuộc về cái người bấm ra cỗ máy hay là nó thuộc về người trả tiền, trả tiền để cho cái chương trình đó. Vâng. Hay nó thuộc về sản phẩm của đám đông, vì ai cũng biết rằng AI được huấn luyện bởi cái trí tuệ đám đông. Vâng. Đúng không? Thế thì đấy là một câu hỏi rất là quan trọng. Đấy là cuối cùng thì nó câu hỏi mới của cái thời đại này, đấy là bản quyền công nghệ, bản quyền sở hữu trí tuệ thuộc về ai, do sản phẩm khi AI làm ra. Chúng ta nhớ đến chuyện tranh của Doraemon đúng không, có cái phim về đoạn AI này, AI làm đúng không? Tất cả từ biên tập, biên kịch, ý tưởng, nội dung các thứ là do máy làm đúng không? Vâng. Người bấm nút là Nobita đúng không? Vâng. Đấy. Thì vậy liệu giá cái tiền công đấy, cái giá trị đấy sẽ thuộc về ai? Thế nhưng mình cái đấy chúng ta không biết nhé, nhưng mình tin rằng một điều ấy, mà đây cũng là cái thứ rất đau lòng của giới làm trí tuệ nhân tạo, đấy là nếu mà phát thanh viên đó nói một câu gì thì sai trên sóng thì người đi tù rất có thể là người viết ra cái phần mềm đó. Đấy, nên là công quyền, thì không, lợi, thì không biết. Lợi thì không biết thế nào, nhưng mà tội thì chắc chắn là phải chịu rồi. Ồ, thế tức là nó là một câu chuyện thực sự rất là thú vị và nó có rất nhiều điều phức tạp đằng sau. Liệu rằng đấy có phải là những thứ mà nó khiến cho lẽ ra AI có thể phát triển được, thậm chí còn nhanh hơn bây giờ và xa hơn bây giờ, nhưng mà nó vẫn đang phải cầm chừng. Anh có nghĩ là nghĩ ngược lại là thực ra là AI nó tức là chẳng có gì để cản trở nó có thể phát triển tốt hơn bây giờ cả. Vâng. Và nó đang thực sự nó đang diễn ra ngoài kia, nó đang thay thế mọi người ngoài kia. Thứ cản trở đấy là những người thực sự là có gọi là cái responsible thinking, tức là có một cái suy nghĩ có trách nhiệm với công nghệ, với xã hội. Và bản thân những người làm công nghệ cũng đang bắt đầu tập cái suy nghĩ là tôi không phải là công nghệ để break, chán cái đoạn là breakthrough rồi, tức là gọi là tôi move fast and break something rồi, đúng không? Thì chúng ta cần phải vừa đi vừa để ý xem là có thể gây hại gì không. Và đặc biệt là AI là một công nghệ có thể gây hại nhé. Thì có một cái làn sóng gọi là phát triển có trách nhiệm, AI có trách nhiệm đang diễn ra ở khá nhiều công ty công nghệ. Và mình tin rằng chính là cái điều mà khiến cho mọi người đang đi chậm lại, không phải là để kìm hãm sẽ phát triển đâu, mà đi chậm lại để khiến cho mọi thứ nó có thể bớt gây hại nếu vì sao nó gây hại. Vâng. Thì mình nghĩ là việc đi chậm lại là rất cần thiết, vì thực ra hai năm vừa rồi là phát triển nóng kinh khủng khiếp. Vâng. Khi anh nói là AI là một công cụ có thể gây hại thì anh có thể ví dụ gọi là cụ thể đấy, hơn là nó lại có thể lại kiểu như nào? Lại quay lại về câu chuyện của nhân sự của việc làm. Vâng. Thì ở đấy là một khía cạnh là AI nó thì không trả tiền được cho nó, nhưng sớm hay muộn người ta đã tìm cách để có những cái phòng làm việc hàng trăm con người, không hàng trăm nhân sự mà không cần một cái người thật nào. Chuyện đấy có thể xảy ra mà dễ dàng, chả ai cấm người ta làm như vậy cả. Vâng. Thế thì ở phía ngược lại, đấy là trong 3-4 năm gần đây, khi bọn mình phát triển ra những cái công cụ ví dụ phòng làm, phòng marketing, phòng phòng newsroom. Vâng. Hay là một cái phòng xuất bản nơi mà một cuốn sách có thể được làm qua rất nhiều công đoạn mà không cần một người cụ thể nào. Vâng. Thì thấy một sự thật ở trên ngoài, ở Việt Nam luôn nhé. Sự thật đấy là chưa một nhân viên nào bị đuổi việc trong quá trình vừa rồi. Vâng. Nhưng điều đáng sợ là sau khi ứng dụng AI, người ta không tuyển thêm người mới. Thì điều đấy mới đáng sợ nhé. Tức là người ta không đuổi người cũ đi, bởi vì triết lý của từng doanh nghiệp có thể họ sẽ không muốn đuổi, họ không muốn sa thải. Vâng. Nhưng mà rõ ràng là mình nhìn thấy điều đang diễn ra trên thị trường, đấy là sau khi thấy trái ngọt từ công nghệ AI rồi, người ta cảm thấy là tôi có thể có những cỗ máy làm tốt hơn những con người này, do đó tôi không tuyển thêm người mới. Mình cũng làm việc với một số tòa soạn, một số bên làm nội dung, là khi mở một dự án mới họ không tính toán đến việc là có thêm nhân sự mới ở vị trí đó như trước đây. Thì mình nghĩ đấy là rủi ro, tức là nó không trực tiếp đâu, nó không ngắn hạn, nó không, chúng ta không nhìn thấy một làn sóng sa thải vì máy cướp chỗ đâu, mà là người ta sẽ upskill, người ta nâng cao năng lực của những người đang có, nhưng người ta không tuyển thêm mới. Và do đó mất cơ hội cho những cái bạn junior, những bạn trẻ. Nhưng
Nhưng mà nếu mà mình tiến đến một cái viễn cảnh như anh cũng đã chia sẻ, là nếu thực sự bây giờ có thể vận hành nguyên một công ty mà thậm chí không có yếu tố con người luôn vẫn có thể chạy được, liệu rằng mô hình đấy so với mô hình kết hợp giữa AI và con người, mô hình tạo gọi là cyborg kiểu người máy đấy, thì nó có phải là một mô hình, là cái độ mức độ hiệu quả ngoài kia thì luôn luôn có hai cách nghĩ như vậy. Vâng. Không chỉ là giai đoạn AI này, mà có thể là từ giai đoạn dữ liệu này, hay giai đoạn công nghệ này, hay là thậm chí là ngay cả hài hước cũng sẽ tồn tại hai cách nghĩ. Vâng. Chúng ta có là nghĩ chúng tức là quiz AI hay là buy AI, tức là chúng ta đưa ra một công ty làm với trí tuệ nhân tạo hay là một công ty làm hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo. Chúng ta đưa ra một quyết định với dữ liệu hay là chúng ta đưa ra một quyết định hoàn toàn bởi dữ liệu. Vâng. Driven by hay là with, đúng không? Vâng. Thế thì luôn luôn có cách nghĩ như vậy, và ngoài kia thì hai cách nghĩ luôn luôn đánh nhau. Cười vào một vấn đề hay là cười cùng với một vấn đề, đúng không? Thì hai cách nghĩ giống nhau. Chúng ta sẽ cười vào mặt chúng ta hay chúng ta cười cùng với mặt chúng ta, đúng không? Chúng ta sẽ luôn luôn có hai cách nghĩ đấy. Vì phía công ty mình thì sẽ chọn là lấy con người làm trung tâm, tất nhiên con người với tất cả những cái tội lỗi và sai sót của mình thì ở trung tâm. Nhưng mà mình biết rằng ngoài kia có rất nhiều công ty, nhiều nhóm, nhiều cá nhân đang thử nghiệm cái mô hình là một công ty hoàn toàn chạy bằng trí tuệ nhân tạo. Và mình không làm gì để cấm họ được ngoài việc là khóc lóc thôi. Nhưng mà thực sự là với một viễn cảnh như thế, có thể bây giờ mình đang không nhìn thấy là việc AI cướp đi công việc của con người, hoặc là nó chưa cướp đúng, nhưng rồi. Mà nhưng có thể đang cướp của thế hệ tương lai. Đúng rồi, đang cướp của tương lai rồi. Thế thì cái điều đấy nếu như nó xảy ra nó như vậy thì rõ ràng sẽ có một lực lượng lao động hoặc lực lượng người mà sẽ dư thừa trong xã hội. Trong khi mình còn chưa nói đến câu chuyện là ví dụ tôi là chủ của một kho AI, một bang AI, thì tôi không phải trả lương gì cho mấy ông AI này, tôi có thể kiếm rất nhiều tiền, rất giàu từ cái này. Thì liệu rằng là cái viễn cảnh như vậy nó có dẫn đến những cái gọi là cái sự bất bình đẳng, bất công, và cái chuyện đấy là thứ mà nhiều người có thể sẽ chưa hình dung một cách đúng chính rồi. Xác không? Cái người tư duy, những cái thinker hàng đầu cũng đã bắt đầu nghĩ về chuyện này. Vâng. Họ bắt đầu nghĩ về việc là sẽ có một cái lực lượng mới được sinh ra, là lực lượng lại không biết làm gì, lực lượng dư thừa. Và cái tầng lớp dư thừa sẽ là một tầng lớp càng ngày càng lớn trong xã hội trong tương lai. Và tất nhiên khi có một tầng lớp dư thừa tương đối là không biết làm gì như vậy thì sẽ sinh rất nhiều hệ lụy của xã hội. Vâng. Do đó là những cái điều này thì những cái triết gia, những cái người suy tư đã bắt đầu nghĩ đến. Nếu mình nhớ không nhầm thì Yuval Harari cũng đã bắt đầu nói về cái lực lượng này rồi trong cái cuốn sách gần nhất của ông. Vâng. Em cũng có một cái giả thuyết ở trong đầu, em không biết cái chuyện này nó đúng hay sai, nhưng mà em rất là muốn chia sẻ cái tư duy, cái giả thuyết của em về câu chuyện là nếu đến một ngày giả sử như chúng ta AI có thể tự làm việc được, vẫn tạo ra của cải, và nếu của cải đấy coi như là của cải chung của xã hội, tức là chúng ta không cần phải làm gì mà chúng ta, tức là đúng là không làm mà vẫn có ăn đấy, thì biết đâu lúc đấy nó sẽ lại là một cái hình thái mới. Không, nhưng liệu mình thì thường đặt câu hỏi là liệu chúng ta có cần làm việc nhiều như thế không? Vâng. Tại sao chúng ta, từ khi nào mà chúng ta phải bắt mình làm việc nhiều như vậy? Vâng. Tức AI nó làm việc với, gọi là làm ông Mark Twain hay ai có nói cái mà mình rất thích, đấy là càng làm việc với loài người tôi càng muốn nuôi chó ấy. Thì càng làm việc với AI thì cá nhân mình thì càng cảm thấy là mình đặt thêm nhiều, tức là càng làm việc một cái loài mới, loài AI ấy, mình đặt thêm rất nhiều câu hỏi về loài người hiện đại. Tức là thực ra là chúng ta có cần làm việc nhiều như thế không? Tại sao chúng ta phải điên cuồng đi học 18 năm đúng không? Chỉ để có một cái job. Mà cái job đấy rất có thể ở năm số 17 rưỡi chúng ta biết được rằng cái job đấy bị AI cướp mất, đúng không? Thế thì mình thường nghĩ khá là nhiều về, tại vì mình cũng có con, mình không biết là con mình sau này sẽ bị AI cướp chỗ, cướp việc không, nhưng cái đấy mình không đáng sợ, việc con mình về sau có thể gắn vài cái thiết bị máy trên người chẳng hạn, đáng sợ hơn nó cyborg, đúng không? Đó. Hay là nó sẽ upload não nó lên một cái robot nào khác, như thế mình không biết được, tương lai rất là khó hiểu. Nhưng mình thấy một điều rất là rõ nhá, là cái bất bình đẳng đã bắt đầu xảy ra,
và mình hay nghĩ về cái gọi là cái penetration rate, cái độ xâm nhập AI của các ngành là rất là khác nhau. Do đó cái sự bất bình đẳng rất là khác nhau. Cái phân bố giàu nghèo cũng ngày càng được, với các công cụ mới này thì nó chỉ là những cái công cụ lao động mới mà thôi, vì mọi người vẫn đang nhìn AI như anh vừa nói rồi đấy, là để tăng năng suất này, để tiết kiệm được chi phí nhân sự này, đúng không? Nhưng về bản chất thì nó, cái việc này nó vẫn đã xảy ra từ thời cách mạng. Ok, thì AI nó chỉ làm một việc, tức là nó nhân rộng các cái thành quả của quá trình công nghiệp hóa mà thôi. Nó không tạo ra cái gì mới. AI nó không cướp đi công việc của mọi người, nhưng mà người sở hữu AI sẽ cướp chiếc máy công... AI sẽ cướp đi rất nhiều công việc hoặc là tương lai công việc của rất nhiều người khác. Vâng. Thì đó mình nghĩ đấy, và chuyện này không hề xa lạ với chúng ta, đúng không? Người sở hữu công xưởng cướp đi cơ hội hoặc là làm tha hóa đi rất nhiều người khác không? Vâng. Nó chỉ là thay đổi mô hình thôi, còn cơ bản chất nó vẫn là như vậy. Vâng. Một cái người mà để có thể sử dụng thuần thục và tốt công cụ, để tận dụng tối đa cái năng lực của nó, thì làm thế nào để vượt qua cái sức ý hay là cái sự tiện nghi mà nó đang mang lại? Cái câu hỏi này rất là hay, bởi vì là nó đang xảy ra như vậy. Cái ví dụ rất là cụ thể là một học kỳ đầu tiên sau khi AI xuất hiện, tất cả các trường nước Mỹ đều phát hiện ra, thì lúc nhá, cái độ xâm nhập AI nó rất là khác nhau. Học trò sẽ có độ xâm nhập AI cao hơn cô giáo. Vâng. Đúng không? Thế thì kỳ đầu tiên là người ta thấy là cái điểm trung bình không hề cao lên nhé. Vâng. Mà ngay lập tức kỳ đầu tiên người ta thấy điểm trung bình tụt thê thảm. Vâng. Điều đấy cho thấy là gì? Cho thấy là mọi người, khi AI mới xuất hiện, mọi người thường bị kỳ vọng quá cao vào nó và đặt rất là nhiều hy vọng vào nó có thể giúp mình làm thay nhiều việc. Vâng. Và nó không làm cái điều gì mới, nó chỉ làm lộ rõ ra những ai đang cẩu thả mà thôi. Và trong AI thì nó là shit in và shit out. Tức nếu bạn hỏi một câu ngớ ngẩn thì nó sẽ trả lời cho bạn một câu ngớ ngẩn. Shit in và shit out. Thế còn mình thấy câu hỏi ngớ ngẩn nhất đấy là mày có biết tao là ai không? Đấy là một trong câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà mình thường đánh giá một người mới bắt đầu, giống kiểu trong lập trình Hello World ấy, thì đấy sẽ là mày có biết tao là ai không, là một người rất hay hỏi AI. Một người hay hỏi AI khác nữa là nếu em để ý, chúng ta chat càng ngày càng ngắn lại nhé. Vâng. Khi mọi người hỏi AI rất là nhát gừng, rất là cụt lủn, không cho nó đủ context. Vâng. Mình ngồi trong các cỗ máy AI, mình phát hiện ra mọi người hỏi nó rất là, tức là cái việc chúng ta hỏi AI phản ánh chính chúng ta. Vâng. Chúng ta sẽ là người thô lỗ, chúng ta sẽ là người nói không đầy đủ. Vâng. Chúng ta sẽ là một người muốn người ta làm theo ý mình nhưng không bao giờ cho người ta đủ thông tin. Nhưng ngược lại thì AI nó sẽ trả lời rất là từ tốn, rất là dài nhé. Tức là người hỏi là không đủ chủ ngữ, nhưng mà AI luôn trả lời đầy đủ chủ ngữ và ngoan ngoãn. Vâng. Để thấy là gì? Tức là đấy, càng làm việc với loài người, càng muốn nuôi AI là vì thế. Vì nó không làm ra cái điều gì mới, nó chỉ bộc lộ rõ ra những phần đang giấu đi của chúng ta mà thôi, phần xấu xí giấu đi của chúng ta mà thôi. Tức là AI nó không giúp, nó không khiến cho một nhân sự lười biếng đâu, mà là nó làm lộ ra sự lười biếng của nhân sự. Tức là nó chính là một cái gương, nó phản ánh chính chúng ta. Bởi vì sao? Nó là một cái loài mới, và khi nói chuyện với cái loài đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy chính mình ở đấy. Tức là đối với thị trường thì sao? Khi mà mình thì trước giờ mình sẽ luôn đề cao là phải có cái sự là cá nhân để sáng tạo, hay là mình sẽ đề cao những cái thứ rất là con người như thế. Nhưng mà ngược lại thì với cái công cụ khi mình đưa vào thì cái làn sóng kia nó lại cho thấy rằng là ôi, tôi làm này lại hiệu quả hơn. Đúng hơn rồi. Là tôi đầu tư kia. Đúng rồi. Thay vì tôi làm spy room, tôi đầu tư làm 30 người rồi làm một rất ngàn, nhiều thứ. 1.000 trang khác đúng không? Vâng. Thế tôi làm 1.000 cái trang kia, và có khi tôi chỉ cần bỏ tiền nuôi AI rẻ hơn rất nhiều. Được. Có khi tôi... Ok. Nên vì sao Việt Anh nhìn thấy bài toán đấy? Bởi vì chúng ta đang sống trong một cường quốc MMO. Chúng ta đang sống trong một môi trường mà nếu chúng ta, tức là chưa có AI. Vâng. Chuyện đấy vẫn xảy ra. Chúng ta nhìn thấy cái làn sóng xây dựng hàng chục ngàn cái gian hàng trên các kênh thương mại điện tử, xong là bán chéo này. Chúng ta nhìn thấy tạo ra hàng vạn kênh YouTube, mỗi kênh thu về $2 thôi. Re-up. Đúng không? Đủ kiểu đúng không? Và hoàn toàn.
tự động hóa đã diễn ra rất lâu trên digital rồi, giới MMO làm rồi. Và chúng ta nhìn thấy nhiều bởi vì chúng ta đang sống trong cường quốc MMO cày tiền mà thôi. Cường quốc MMO. Thế còn AI nó chỉ làm trơn tru quá trình đấy mà thôi. Thế nhưng mà nhìn đi nhìn lại, chúng ta nhìn lại là vài năm sau đúng không? Thứ nhất, mọi người có một cái lo lắng là nếu mà AI nó sinh ra kiến thức mới như vậy thì liệu nó có làm thay đổi cái cơ sở dữ liệu tổng không? Thì thực tế đã chứng minh là sau AI chạy được 2-3 năm thì cái dữ liệu rác mà AI nó sinh ra ấy, sau đấy có nạp vào hệ thống đi chăng nữa, hay nạp vào một cái cỗ máy gọi là mô hình ngôn ngữ lớn đi chăng nữa, nó không thay đổi cái nội dung gì nhiều. Tức là nó là sinh ra thứ, nó không sinh ra kiến thức mới. Do đó là không cần phải lo lắng về việc là nó có thay đổi cái, tăng thêm rác nhưng không thay đổi cái giá trị tổng. Là cái đầu tiên, không phải lo lắng về kiến thức loài người đâu, yên tâm. Không phải, chúng ta sinh rác lại nạp chính rác làm thức ăn thì không phải lo. Tức là nó không là cái thứ nhất. Cái thứ hai là những cái bạn mà làm cái gọi là black hat, cái mũ kiểu gọi là farm mũ đen như vậy, thì tất nhiên một thời điểm nào đó họ sẽ có nhiều tiền. Nhưng mà mình nghĩ rằng là nó không đến một số điểm nhất định thì người ta cảm thấy là hóa ra tiền đến từ cái cách làm như vậy không chắc đã là hiệu quả. Có thể không chỉ là về mặt doanh thu mà còn cả cái khác về ý nghĩa cuộc sống nữa. Tức là Việt Nam đã có hàng trăm ví dụ về chuyện là xây cái farm đấy rồi trước khi thời AI. Và mình thấy rằng là cuối ngày thì những cái người đấy họ có happy không thì mình đến trung niên thì mình cũng thấy họ không happy lắm. Không happy bằng những người mà có thể thu nhập không cao nhưng họ cái sản phẩm họ thực sự có ý nghĩa. Thì cá nhân mình thì chơi với cả hai giới, chơi với cả giới làm MMO, chuyên đi cày tiền, chuyên đi bán POD này, bán dropship này, chơi với cả những bạn làm sáng tạo. Thì cá nhân mình thấy là thực ra cuối ngày mà ngủ ngon hơn là những bạn làm sáng tạo. Tuy nghèo nhưng mà thì nghèo thì phải vui chứ anh. Nghèo thì đánh làm gì còn đúng. Làm gì còn cái gì khác đâu. Thực ra thì anh là một người nghiên cứu sâu về AI, em muốn hỏi một chút là một cái tưởng tượng nào đấy của anh về tương lai khi mà AI nó tạm gọi là nó sẽ tiếp tục lên một cái bậc thang, một nấc thang phát triển ở đấy, một cái thứ mà rất viễn tưởng anh đang nghĩ đến xa xa trong tương lai là gì? Thứ xa nhất mà cá nhân mình có thể nghĩ đến là nó sẽ thành một thứ phổ biến như là máy điện, máy PC chúng ta đã bắt đầu này, xong đến laptop, mỗi người có một cái máy PC đúng không? Mỗi nhà, mỗi căn hộ, mỗi hộ gia đình có một máy PC. Mỗi cá nhân, mỗi nhân viên có một cái laptop. Và dần dần là mỗi con người ấy, kể cả là trẻ con hay là người già, đều dần dần có một cái điện thoại. Mình đoán là sẽ có những cái gọi là cyborg đi, những cái robot giúp việc, robot đồng hành. Và dần dần nó sẽ có một cái chứng nhận riêng, một cái loài riêng cho cái dòng, cho cái nhóm đó. Và nó đâu đó nó sẽ giống như là, gần giống như là một vật nuôi trong nhà hơn robot giúp việc, hơn là một Terminator. Hơn là góc nhìn Terminator. Tất nhiên là thỉnh thoảng nó cũng sẽ hại chúng ta, ví dụ như là, nhưng mà sẽ hại theo kiểu rất là khác. Cái mà chúng ta tưởng tượng, ví dụ như là nó sẽ đưa một chỉ dẫn sai, nó sẽ quay hình mọi thứ trong nhà, bao gồm quay hình là ông chồng dẫn nhân tình về nhà chẳng hạn. Tức là những thứ mà chúng ta không, những cái rủi ro nó không lường trước được, chứ không phải là những rủi ro về chiếm thế giới hay là thống trị loài người. Vì thực ra là chiếm thế giới và thống trị loài người nó rất là mệt mỏi. Mình không hiểu tại sao mọi người lại có cái suy nghĩ đấy. Vì quản lý một gia đình hoặc là một ông chồng có đầy đủ chức năng, mình cảm thấy mệt mỏi lắm rồi, không hiểu là cỗ máy phải chiếm loài người làm gì cho đau đầu ấy. Không có ý nghĩa gì lắm. Không nhiều ý nghĩa. nhất là khi mà con người còn bị, tức là cũng đã bị lấy hết kiểu việc làm cái thứ này nọ, ý là chiếm loài người xong cũng không dùng để làm cái gì. Ít nhất là các cái thực phẩm hay gì đấy thì nó còn có ý nghĩa hơn. Nhưng nếu nói là chuyện là nó chiếm hết việc làm thì nó không hoàn toàn đúng. Mà là mình tin rằng ấy, là giống như là khi chúng ta sẽ deadline ấy, thì nếu mà cho 2 tuần chạy cũng xong, mà cho 2 tiếng
chạy cũng gần gần xong đúng không? Vâng, đúng. Thế thì công việc nó luôn luôn choán đầy cái không gian mà không gian và thời gian mà nó được assign đúng không? Vâng. Thế thì mình tin rằng là loài người sẽ lại phát minh ra những cái nghề job mới mà để cho họ không cảm thấy bị gọi là bị nhàm chán, bị vô dụng. Vâng. Tức là chúng ta đừng coi thường khả năng của những người lười. Việc của những người lười, họ sẽ bịa ra việc để họ cái đời họ có thêm ý nghĩa. Vâng. Đó, thế thì mình cảm giác là con loài người hiện đại là cần phải có một cái việc làm để thấy đời mình phải có ý nghĩa. Giống như là loài người họ phải nghĩ rằng là đời họ phải có hôn nhân, hoặc là sau đấy hôn nhân xong phải có con xong con phải đi học trường quốc tế thì đời họ mới có ý nghĩa đúng không? Vâng. Thế thì loài người là loài sinh vật rất kỳ lạ, họ nghĩ rằng là họ phải đi làm việc thì đời họ có ý nghĩa, nếu thậm chí là nếu họ rảnh rỗi quá ấy, thì họ còn phải gọi là đi làm việc khổ sai, ví dụ như là bê những cái tạ sắt ở trong phòng, hay là chạy liên tục 42 cây số để đời họ có ý nghĩa cơ mà, đúng không? Thế nên là chúng ta đừng coi thường năng lực bịa việc của loài người. Mình tin rằng là cứ một việc mà AI cướp đi, được hiểu là cướp đi đúng không? Vâng. Thì loài người lại phát minh ra một việc mới. Vâng. Hoặc là hai việc mới để đời họ luôn luôn bận rộn. Cũng đúng. Em nghĩ đấy là một cái quan sát và một cái tư duy rất chuẩn xác, bởi vì em nghĩ là thật sự thì rõ ràng là công việc mới thì nó luôn luôn sinh ra liên tục, và xã hội thì chúng ta vận hành luôn luôn theo cái khía cạnh như vậy. Em chỉ nhận thấy là nếu mà khi mà của cải nó dư thừa ra thì thậm chí người ta lại còn nhiều những công việc mà... Anh thì nghĩ là mình luôn luôn coi thường một thứ nữa, đấy là năng lực tham lam của con người nữa. Vâng. Thực ra nếu mà ở thời điểm này mình đang sống tốt hơn 99% vua chúa thời xưa, chúng ta có điều hòa đúng không? Chúng ta có vâng. tiếp cận được nhà vệ sinh sạch sẽ, vâng. chăn ấm đệm êm, có robot hút bụi. Tức là mình nghĩ là đời sống đã tốt hơn 99% vô chúa ngày xưa rồi. Đôi khi có các bạn gái ảo. Đó. Bạn gái, nhiều bạn gái ảo đấy chứ. Đấy. Chúng ta đang coi thường năng lực tham lam của con người, họ không bao giờ là đủ cả. Vâng. Nên là mình biết rằng là nếu mà họ có các công ty năm nào cũng phải tăng trưởng 20-30% bất kể là Covid hay là bất kỳ chuyện gì xảy ra đúng không? Vâng. Thế nên là họ sẽ không bao giờ đủ. Vì sao? Vì họ sẽ lại, họ không so sánh họ với 2 năm trước khi có AI. Vâng. Họ so sánh họ với những công ty cũng đang chạy đua AI. Vâng. Do đó tăng trưởng không bao giờ đủ cả. Vâng. Yên tâm như vậy. Vâng. Em rất muốn biết thêm kỹ hơn về những cái công việc mà công ty của anh đang thực thi. Bên mình thì có gọi là một các cái sister company, các cái công ty tập trung làm về ứng dụng AI. Vâng. Trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Vâng. Bên mình có Unicorn thì là một cái công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo. Vâng. Làm cho quảng cáo truyền thông và dùng AI cho các cái campaigns của nhãn hàng. Vâng. Thì khá là chạy rất là nhiều dự án, cứ đại khái là trên thị trường có bất kỳ cái ứng dụng, gọi là cái nghiên cứu nào mới về AI, ví dụ như AI tạo sinh ảnh, sinh video, sinh bài hát thì bên mình đều ứng dụng, hay là hiện tại là người ảo. Thì Unicorn thì thực ra là chủ yếu làm việc với các nhãn hàng trong nước và quốc tế, và tập trung vào phần các campaign thì cũng được một số giải thưởng trong nước và quốc tế. Hiện tại thì cũng đang hợp tác với các công ty và các tập đoàn hàng đầu để đưa AI vào trong phần marketing và truyền thông của họ. Vâng. Đó. Bên mình có một cái đơn vị khác thì làm về AI trong xuất bản. Tức là mục tiêu là tạo ra các cái phòng xuất bản ảo. Vâng. Để tạo ra sách và tạp chí mà lấy con người, lấy các cái biên tập viên, lấy các người làm nội dung làm trung tâm. Vâng. Và giúp họ tiết kiệm rất nhiều thời gian để sinh ra các cái sản phẩm như là sách, như là tạp chí. Và khi sinh ra một cái sách, một tạp chí rồi thì lại là versioning nó, tức là sẽ biến nó thành rất nhiều bản, như bản podcast, bản video, bản bài viết vân vân. Vâng. Tức là phiên bản hóa các cái nội dung mà cái phòng này sinh ra. Bọn mình cũng làm, như lúc nãy có chia sẻ, bọn mình có làm một cái phòng báo chí nơi mà thử nghiệm cái phòng báo chí AI, nơi mà tất cả những cái nhân viên nhân sự AI. Đấy là AI. Vâng. Và cái người bấm nút thì có thể là những nhà báo lão thành. Vâng. Đó. Thì bọn mình chủ yếu là sử dụng
AI như một phần để phát triển các cái công nghệ mang tính nhân bản. Vâng. Ví dụ như là làm xuất bản, làm báo chí, làm quảng cáo. Vâng. Nhưng mà vẫn lấy con người và các quyết định con người làm trung tâm. Vâng. Tức là vẫn with AI. Vâng. Đó. Nếu như có một lời khuyên cuối cùng dành cho tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi podcast này, lời khuyên hoặc là một nhắn nhủ, bất cứ thứ gì, thì anh sẽ đưa ra lời khuyên hoặc là lời nhắn nhủ gì ạ? Nếu có một, thực ra là mình khi đã gặp những câu hỏi này, thường mình nghĩ về, tất nhiên trung niên rồi, thì nghĩ về thế hệ sau, con mình về sau có thể phải gặp những cái điều này. Thì thực sự mình rất là muốn nhắn nhủ các bạn trẻ ngoài kia, đấy là, tức là chúng ta nói chung thường là bị cuốn hút và bị mất thời gian vào những việc mà làm chúng ta cảm thấy dễ chịu, ví dụ như là xem TikTok, ví dụ như là đi chơi, ví dụ như là chữa lành, ví dụ như là buôn chuyện bạn bè, và chúng ta thường ít khi để ý vào những việc làm chúng ta lớn lên, có thể không phải là vĩ đại đâu mà có thể chỉ là chúng ta lớn lên một chút. Bởi vì sao? Bởi vì những việc mà làm chúng ta lớn lên một chút ấy thì thường là mệt mỏi, khó chịu hơn là những việc làm chúng ta dễ chịu. Vâng. Thì mọi người nói chung và nhưng tức là mọi người sẽ thích những thứ làm mình dễ chịu mà không thích những thứ làm mình lớn lên, thường là như thế. Vâng. Và đấy là cái cốt lõi của những cái người mà Yuval Harari có nói nhóm dư thừa. Vâng. Tức là nếu các bạn mất quá nhiều thời gian vào những thứ dễ chịu, xem TikTok quá 6 tiếng một ngày, hay là mình cũng là game thủ nhưng mà mình phải tự vượt qua được cái giai đoạn là chơi game 6 tiếng một ngày, thì rất ở đặc biệt là trong thời đại mà AI này thì bạn rất dễ xa vào nhóm mà người bị gạt ra bên lề. Vâng. Và khi xa vào nhóm người bị gạt ra bên lề thì không ai biết được rằng tương lai sẽ như thế nào cả. Đó. Vâng. Thì nếu mà có một lời nhắn nhủ với mọi người đấy là bớt để ý đến những thứ làm mình dễ chịu. Vâng. Và hãy tập trung vào những thứ sẽ giúp mình lớn lên. Thế còn thứ nào làm mình lớn lên thì phải thử mới biết. Có thể là học về AI, học để sản xuất AI, hoặc ngược lại là học những thứ mà AI không bao giờ làm được. Ví dụ như học về nhân văn chẳng hạn, hoặc đơn giản đi học massage chẳng hạn, đúng không? Tức là những thứ chúng ta đoán rằng mấy AI có thể không bao giờ làm được. Thế massage thì AI không làm được anh? Có ghế massage không? Chúng ta sẽ có rất là nhiều trường hợp tay chạm vào tay vẫn thích hơn, đúng không? Tay người chạm vào người vẫn thích hơn, đúng không? Đó. Nên là ý của mình ở đây là chúng ta có thể chọn hai những hướng khác nhau hoàn toàn. Một là một phần của cái làn sóng mới. Hai là một cái phần mà làn sóng đấy không thể chạm vào được. Vâng. Thế nhưng mà dù thế nào chăng nữa ấy, thì ví dụ Việt Anh nói là có những người có thể làm được hàng nghìn cái kênh. Vâng. Mỗi kênh thì sinh ra 1.000 nội dung trong một ngày. Vâng. Nếu bạn là người mà đọc 1.000 cái nội dung trong một ngày thì bạn là nạn nhân của cái thời đại này. Bạn có thể là người không đọc cái nội dung đấy, bạn có thể là người làm cái nội dung đấy, đúng không? Nhưng nếu bạn dành một ngày đọc 1.000 nội dung do một cỗ máy làm ra ấy, thì bạn là nạn nhân của cái thời đại này. Thì nói chung là nếu làm thì mình vẫn thích là hung thủ tư duy là làm thủ phạm nên làm nạn nhân. Hung thủ hơn đúng không? Hung thủ nên làm nạn nhân. Vì sẽ sinh ra rất nhiều nạn nhân ở thời đại này. Vâng. Rồi, em cảm ơn anh, đấy là một cái lời khuyên em nghĩ là rất rất thú vị và nó cũng rất là thiết thực. Em rất là cảm ơn anh Linh vì hôm nay đã dành thời gian ở đây. Em thực ra là số này là một số mà em cảm thấy rất thích, một trong số mà em cảm thấy rất là vui khi mà dẫn. Em cũng hy vọng là trong tương lai thì anh em mình sẽ có nhiều dịp khác trò chuyện với nhau nhiều hơn, có thể không phải là câu chuyện về AI mà bởi vì là câu chuyện về nhân sinh quan, xã hội học, rồi các vấn đề liên quan đến các thế hệ. Em thấy cái này là một cái chủ đề khá hay và anh có rất nhiều những cái trải nghiệm, những cái góc nhìn rất thú vị. Chắc là sắp tới mình sẽ còn có nhiều cái hợp tác nữa, thậm chí là biết đâu một hôm nào em có thể nói chuyện với một nhân viên của phòng newsroom, phòng là phòng báo chí của anh trên sóng Người Trong Môn Nghề. Em cảm ơn anh một lần nữa và hy vọng là sắp tới sẽ có nhiều dịp khác anh em mình trò chuyện thêm. Xin chào quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.